không chỉ chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố còn thường xuyên kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang, nhằm góp phần hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn giao thông, mang lại bình an cho mọi người, mọi nhà. Đây là buổi kiểm soát xử lý người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn của công an thành phố Bắc Giang tại khu vực trước cổng khu di tích chiến thắng Sơn Giang vào buổi tối ngày cuối tuần vừa qua. Thì chúng tôi đã huy động lực lượng ứng trực 100% quân số của đội cảnh giao thông, phối hợp các công an các đơn vị địa phương, công an phường xã để tiến hành cắm chốt ở tất cả các tuyến đường đầu vào trong thành phố, kiểm soát triệt để tất cả các phương tiện tham gia đi qua chốt. Trường hợp vi phạm nồng độ cồn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và xử lý đúng quy định pháp luật. Rất nhiều trường hợp sử dụng rượu bia, không còn đăng ký xe, giấy phép lái xe, nhưng họ vẫn hồn nhiên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ xe, đo nồng độ cồn trong khí thở, mặc dù nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần, nhưng nhiều người dân vẫn viện đủ lý do để bao biện cho hành vi sai trái của mình. Nhiều cái tôi gây thông cảm thôi, chứ còn cái việc đấy tôi vi phạm cứ lần lộ bao nhiêu là phạt bao nhiêu, tôi biết hiểu là tôi sai phạm đấy. Nên nhưng mà thôi thì các anh chấm chết, tôi không phải là bạn lần thứ hai nữa, lần đầu tiên ấy. Còn đây là buổi kiểm tra xử lý học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn xã Dĩnh Trì. Vào giờ tan tầm buổi trưa, rất nhiều học sinh, sinh viên, chủ yếu của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn đã vi phạm quy định an toàn giao thông. Như không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy khi tham gia giao thông. Cháu thấy việc không đội mũ bảo hiểm, cháu thấy việc này rất là xấu, có thể gây ra nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Sau khi bị công an phạt thì cháu sẽ rút ra kinh nghiệm, sau sẽ chấp hành đúng quy định. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, năm 2023, Công an thành phố Bắc Giang đã huy động lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông với những lỗi phổ biến như sử dụng nồng độ cồn, học sinh, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe. Đối với những hành vi chưa đủ điều kiện, các cháu dưới 16 tuổi thì sẽ phạt cảnh cáo và sẽ xử lý những hành vi là giao phương tiện cho người không đủ điều kiện. Và ngoài ra chúng tôi còn xử đối với những trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi thì sẽ phạt 50% đối với những người vi phạm. Còn những trường hợp mà những sinh viên qua đủ 18 tuổi chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ngoài những xử lý chúng tôi còn thông báo về nhà trường và có những biện pháp tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh cũng như là thông báo về nhà trường để nhà trường có những biện pháp răn đe và giáo dục các cháu. Với sự kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, mang lại bình an cho mọi người, mọi nhà.